Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với kênh Phong thủy Zakat. Được sự cho phép của thầy Zakat, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Ất Dậu trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm 2023 sẽ như thế nào, đúng không ạ? Xin chúc mừng quý vị, năm nay là một trong những năm cực kỳ may mắn với quý vị. Sau một năm khổ cực thì bây giờ là lúc gia chủ Ất Dậu phất lên như diều gặp gió. Phần gia đạo của tuổi này cực kỳ nhiều điều tốt, gia đạo luôn yên ấm, bình an. Đặc biệt là trong năm nay được yên bề gia đạo, đường công danh sự nghiệp được sáng tỏ, khiến cho nhiều người phải ghen tị và cúi đầu ngưỡng mộ. Cho dù gặp cảnh đổ vỡ giữa chừng vì hoàn cảnh tác động, nhưng từ nay trở đi thì có thể phát triển không ngừng. Sự nghiệp năm nay sẽ thâu được kết quả, tiền bạc làm ra nhiều nhưng lại hao hụt vì những sự cố bất ngờ. Nhìn chung về sự nghiệp và tiền bạc có thể tạo được dễ dàng và nhanh chóng. Năm nay được quý nhân phù trợ nên các vấn đề trong cuộc sống của tuổi này phát triển rất tốt. Vậy nên cần phải nắm bắt thời cơ, đừng để tuột mất cơ hội. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi video. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé! Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ ngành thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Zakat được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Dậu sinh năm 1945 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 có nạp âm ngũ hành là thuyền trung thủy, nước dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ, hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng. Song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên, người này có tính tình thất thường, nhanh nóng nhưng cũng nhanh lạnh. Đây cũng là điểm yếu, lấy đi rất nhiều cơ hội của người Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ bí mật tốt, nhưng họ thường đi phê phán, đánh giá người khác, thẳng tính nên là hay làm mất lòng người khác, bị xèm pha, nói xấu sau lưng. Năm 2023, đối mặt với xung thái tuế, vận khí tuổi Ất Dậu nữ mạng biến động mạnh, hung vận lấn át cát vận, tâm tính đổi thay, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước, mà dễ bị kích động, sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến mọi phương diện cuộc sống đều bị chi phối ít nhiều. Gia đạo tình cảm nhiều phiền muộn, đa phần do áp lực từ công việc và tài chính, sức khỏe không được tốt, dễ mắc các chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tay chân. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, nữ mạng Ất Dậu sinh năm 1945 gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Dương, vận hạn là hạn Thiên La, hạn Tam Tai, năm nay gia chủ Ất Dậu không phạm Tam Tai. Hạn Hoàng Ốc, nữ mạng không phạm hạn Hoàng Ốc, Kim Lâu không phạm Kim Lâu. Xét về mối quan hệ địa chi, Dậu gặp Mão là xung khắc địa chi hay còn gọi là năm hạn Thái Tuế. Ở năm này, bản mệnh sẽ có những chuyện kém may mắn như là phải chuyển nhà, chuyển công việc, bạn bè phản bội, bệnh tật, phá sản hay là gây thù kết oán. Xét về mối quan hệ thiên can Ất âm mộc gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí nên trong tháng này, các gia chủ Ất Dậu nữ mạng cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ cần cẩn trọng chú ý tháng Ất Mão, tháng 2 âm lịch, từ ngày 20 tháng 2 năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023 dương lịch và tháng 2 âm lịch nhuận, từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ Ất Dậu, vào những ngày này thì không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho nữ mạng tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Ất Dậu gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một các tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương là đệ nhất các tinh trong hệ thống cửu diện niên hạn. Khi gặp sao này, nhiều vượng khí cắt lợi, khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc.
khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là 2 tháng đại cát. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 cho đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng. Vì thời điểm này là khoảng khắc sao Thái Dương đăng viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân sáng trần, chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, chầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải là màu vàng. Trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào. Chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có điều sau này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách. Cụ thể nên đeo những trang sức có đá quý, có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh, để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc, ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc miên ma. Gia chủ nữ mạng sinh năm 1945 năm nay gặp hạn thiên la. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Về sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý, sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Về tâm lý, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này sẽ khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái. Luận tử vi nữ mạng Ất Dậu sinh năm 1945 theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm, gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng vui vầy bên gia đạo, cần chú ý có thể mất mát liên quan đến tiền bạc và của cải. Tháng 2, sức khỏe không được tốt, đau yếu, thị phi. Tháng 3, việc làm ăn kinh doanh của con cháu trong tháng này gặp được nhiều thuận lợi, may mắn và đón lộc về mặt tiền bạc. Tháng 4, có tin vui trong gia đạo, hoàng tộc. Tháng 5, xuất hiện xung đột, bất hòa trong gia đình. Tháng 6, có hạn thị phi, cần cẩn trọng lời ăn, tiếng nói. Ngoài ra cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là đường tiêu hóa. Tháng 7, trong gia đạo của gia chủ thiếu hòa khí, mâu thuẫn, thậm chí dẫn tới những xung đột về quan điểm. Ra ngoài thì gia chủ chú ý về lời ăn, tiếng nói. Tháng 8, đây là tháng công việc kinh doanh, làm ăn của con cháu không được tốt, chủ về liên quan đến thị phi giấy tờ. Tháng 9, điềm báo tai nạn bất ngờ, khi ra ngoài gặp nhiều chuyện vui may, tuy nhiên chú ý di chuyển xe cộ. Tháng 10, sức khỏe không được tốt. Tháng 11, thuận lợi trên nhiều phương diện. Tháng 12, ra ngoài trong tháng này, gia chủ chú ý về xe cộ, đi lại cẩn thận, hoặc chú ý những vật sắc nhọn đâm phải gây tổn thương. Tổng kết tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng trong năm 2023. Về sự nghiệp, bước sang năm 2023, nữ mạng Ất Dậu 1945 đã lớn tuổi nên chuyện kinh doanh làm ăn không còn lớn mạnh như trước. Toàn bộ sự nghiệp của nữ mạng giao cho con cháu, mọi việc làm ăn đều do con cháu quyết định và điều hành. Nữ mạng về hưu sống an nhàn, hưởng thụ bên cạnh con cháu. Về tài lộc đủ ăn, đủ tiêu, đời sống tinh thần và vật chất đủ đầy, không gặp phải khó khăn hay cản trở nào quá lớn. Bản mệnh cũng có các khoản tích lũy, ăn tiêu tiết kiệm, cho nên vừa lo được cho bản thân, vừa có thể đỡ đần cho con cháu. Về sức khỏe,
Người tuổi Ất Dậu năm Quý Mão 2023 đã bước sang tuổi 79. Năm nay khá ổn định với những người tuổi Ất Dậu, mặc dù sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống nhưng không quá đáng lo. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ nên làm những việc vừa sức, không nên cố gắng quá sức kẻo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thầy Gia Cát nhắc nhở gia chủ, dù gặp vấn đề gì trong cuộc sống cũng không nên suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, tác động không tốt đến thần kinh. Hãy nghĩ thoáng hơn và luôn giữ một tinh thần lạc quan. Gia chủ nên đi khám bệnh định kỳ, theo dõi sức khỏe thường xuyên, kết hợp với việc đi bộ và các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và tinh thần vui tươi. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Ất Dậu sinh năm 1945. Về tình cảm gia đạo, sang năm Quý Mão, đường tình duyên của gia chủ gần như không còn nữa. Cuộc sống tràn ngập niềm vui không xuất phát từ bạn đời mà xuất phát từ con cháu. Con cháu ngoan ngoãn, tu chí làm ăn, nghe lời ông bà. Gia chủ là những người chủ gia đình, cần sáng suốt trong cách cư xử, xử trí mọi công việc. Tuổi cao nên đôi khi có hơi nóng nảy, con cháu nên thông cảm và tạo niềm vui nhiều hơn cho ông, cha mình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Dậu sinh năm 1945 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy trong ngày này. Qua phần luận giải tử vi của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.